IG lẳng lặng xóa chi tiết gây tranh cãi trong MV mới của Blackpink, sau khi bị chỉ trích là thiếu tôn trọng vị thần linh thiêng của Ấn Độ. Ngay sau khi MV How You Like That ra mắt vào ngày 26 tháng 6, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Blackpink đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cho là thiếu tôn trọng tôn giáo và văn hóa Ấn Độ. Trong cảnh quay Lisa ngồi trên ngai vàng, cư dân mạng phát hiện bức tượng thần Ganesha đã bị đặt dưới sàn nhà. Bức tượng thần Ganesha bị đặt dưới sàn nhà trong đoạn solo của Lisa. Chi tiết này đã làm người hâm mộ Ấn Độ phẫn nộ vì Ganesha là một trong những vị thần quan trọng nhất được tôn thờ của Ấn Độ giáo. Một số fan đã yêu cầu IG Entertainment lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ cảnh quay này trong MV, quả đó đẩy hashtag Ganesha và Igapolog IC lên top trending Twitter. Khi sự việc xảy ra, IG vẫn giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên mới đây người hâm mộ phát hiện rằng bức tượng thần Ganesha trong cảnh quay của Lisa ở MV How You Like That đã biến mất. Bức tượng thần Ganesha đã biến mất trong phiên bản mới của MV. Thế nhưng điều đáng nói là MV không hề bị gỡ xuống và đăng lại. Dường như IG đã liên hệ với YouTube trên Google để xin phép thay đổi cảnh quay này mà không ảnh hưởng tới các chỉ số và lượt xem. Hiện tại MV How You Like That vẫn đang ở mốc 155,2 triệu view. Lượng view ở MV How You Like That vẫn được giữ nguyên dù cảnh quay cũ bị gỡ. Những người theo đạo Hindu tin rằng tượng của thần linh phải luôn được đặt ở nơi cao giáo thay vì mặt đất, do đó việc đặt tượng thân Ganesha dưới đất được xem là hành động thiếu tôn trọng. Đã vậy Lisa còn đi giày trong cảnh quay gây tranh cãi và điều này càng bị cho là thiếu tôn trọng vì giày dép không được phép đặt gần các bức tượng hay đền thờ. IG còn bị chỉ trích vì sử dụng tượng thần như vật trang trí trong MV. Thần Ganesha tượng trưng cho sự khôn ngoan, đồng thời là vị thần bảo trợ cho nghệ thuật và khoa học. Việc IG xóa chi tiết nói trên trong MV How You Like That cho thấy công ty cuối cùng cũng lắng nghe fan và thể hiện sự tôn trọng tới Ấn Độ giáo và cộng đồng fan ở quốc gia này. Trên các mạng xã hội, người hâm mộ Blackpink cũng như K-pop đều thể hiện sự vui mừng bởi hành động của IG phần nào giúp Blackpink tránh khỏi những tranh cãi không đáng có. Người hâm mộ tỏ ra vui mừng khi IG nhanh chóng gỡ bỏ chi tiết gây tranh cãi trong MV mới của Blackpink. MV How You Like That Blackpink. Nguồn tham khảo AK. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.